cho nó đi chơi. Chào anh Cầm nhá. Trời ơi, thằng quỷ. Nghe được không? Nghe được rồi. Tao khó ngủ Rồi. quá. Bữa nay gần gần 2 giờ, 1 giờ rưỡi rồi, 1 giờ rưỡi khuya rồi. Khó ngủ quá. À. Bên đây 1:30 bắt đầu rồi. Chưa, đúng rồi, tôi biết mà. Rồi. Cho nên bên này khó ngủ quá, mà bên kia lại ăn lễ y xèo, thấy tụi nó dọn mâm dọn bát bên đó là tao thấy tao nóng máu rồi. Rồi, hôm qua đây đánh đánh chén buổi cả buổi tối hôm qua Đúng rồi, bên nó vui quá, bên tao buồn thấy mẹ luôn. bật cái điện. Rồi 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 Rồi. thế anh em bà què qua nó có anh không? Anh em bà què nó có y xèo gì Y xèo gì đâu, anh đâu biết đâu, mà thằng nào lên đâu có diễn đàn của anh thì xin mở là chẳng có không ba nào lên hết trơn, mấy thằng nó gặp anh nó trốn hết rồi, mệt lắm. anh cầm chính thức là sinh năm bao Anh sinh năm 2. nhiêu? À rồi anh hơn em 5 tuổi. Rồi ok, nói còn tuổi 2 tuổi nữa là 70 rồi, già Rồi rồi. Ừ. nhưng Ừ. mà em lúc đi đi Việt Cộng đấy. Ba que gọi là Việt Cộng đấy Đồ má nó bắt thế tao đó. bể nó quá trời ghê, đồ quá tao chưa quýnh luôn. À, cũng vô Sài Gòn rồi thì Phan Thiết rồi Vũng Tàu Cam Ranh đó, Ừ. nhiều chỗ đấy. Đúng rồi, mà bây giờ nước mình thì sướng quá rồi, trời ơi. Nên hồi Anh xưa ơi tao nói cho mày nghe nè, ngày xưa mày cầm súng, tao không cầm súng, mà bỏ cái súng xuống là mày thấy cuộc đời mình nó vui hẳn lên luôn rồi, mày coi như không có cái gì gọi lại nữa. Rồi. anh ơi, bây giờ đất nước thay đổi nhanh lắm Ơi, anh ạ. ơi, tao Mà thế mới về. này Tao mới về năm ngoái. rồi rồi thay đổi, nhưng bây giờ anh nhớ xây dựng hay làm cái gì nó đều mang tính chất là hiện đại luôn. Đúng Thế nên cái rồi. thứ nhất là nó tầm vóc, cái thứ hai đó là nó thật với anh là trông nó của một cái như là một cái đất nước mà phát triển từ lâu rồi. Thấy Đúng nhá, rồi. anh về anh thấy đấy, mà anh Rồi. ơi, cái đồ cái môi trường sinh hoạt của Việt Nam mình thì anh nó quá rẻ đi. Ai Đúng à, rồi. Rồi. Rau cải củ quả thịt thà gì cũng rẻ rẻ. rẻ mà anh ơi, nó sống nó đừng nó dễ dàng lắm chứ nó không phải bắt con người ta Vậy anh cái nhá. bản chất việc mình tình cảm nữa, mày hiểu không? Có nghĩa là mày nó dễ sống lắm. Bên này thì kẹt cái là mình ra đường mình phải nói tiếng Anh rồi cái chung đụng cái tụi Mỹ, thành ra nó không có tình cảm gì hết đó mẹ ơi, khổ quá. Ê, sống bên này càng lâu chừng nào mấy thằng già như tao với mày qua bên này coi ma muốn về lắm, mà tao mà ở đây mấy chục năm thì ghê thiệt. Ok thằng công lý rồi, lên mày xuống đi, hồi nó có gì tao kêu lại nghe. Vâng ok rồi, Bác Hồ thì đâu cần gì phải nói nữa, sử sách rồi Bác văn. Hồ là người giải trước hết giải phóng cho dân tộc Việt Nam, và sự ảnh hưởng của bác là đến một số nước châu Phi và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, và có một số nước người ta rất tâm đắc với cái công trạng của Bác Hồ thì người ta tạc tượng, hoặc là những nơi bác đến người ta sẽ thành lập và bảo tàng để ghi dấu ấn đấy, Không phải, của bác. họ đồng cảm và họ cảm thấy là cái lý tưởng của Bác Hồ đi giải phóng nô lệ đó, giống như dân tộc đầu tiên, họ đồng cảm cái gì đó, thành ra vì cho đó trong tất cả các cuộc biểu tình tao thấy hầu như là duyên cờ Việt Nam mình lên, kể cả Pháp cũng vậy nữa, bên Đức cũng vậy nữa, bên chỗ nào hay mày có cái chuyện gì mà bất đồng quan điểm hoặc là mà chống chính phủ là nó duyên cờ Việt Nam mình lên, nó làm giống như vũ khí vậy. Tao tức cười quá. Anh còn nhớ là cái bữa bên Pháp nó biểu tình không? Có luôn Đó. Đã, anh nhìn chưa? Có cờ Việt Nam có cái trong 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 đoàn biểu tình nó phát nó chạy ra. đấy, thì bởi vậy ta ý ta muốn nói là cái gì mà cái lý tưởng của Bác Hồ á, đã làm cho người ta xúc động và đồng cảm những cái đất nước mà nghèo đói lạc hậu mà hồi từ xưa giờ bị nô lệ, thì họ lấy cái gương của Bác Hồ mình làm cái tiêu chuẩn để mà họ đi theo. Vậy. Ừ, thứ nhất là tao mới coi trên Google thì tao mới thấy bên Liên bang Nga cũ mày, bây giờ là Liên Xô đó, bắt tượng Bác Hồ rất là nhiều,
hình như là mỗi mỗi tỉnh là mỗi mỗi bộ bức tượng đó, và tượng bự lắm chứ không có tượng nhỏ đâu, tượng mười mấy thước đó. Cao anh, quyền là tượng cao ở chỗ công viên là một, mà hai trên quảng trường thì là bán thân Đúng nha, rồi. ở bên, bên Nga đó. Bên Nói Đà chung Lạt. cái ảnh hưởng của Bác Hồ thì nó không những là với một số quốc gia mà mang tính chất là bị lệ thuộc cũng như là về về về, chứ còn cái lô lệ thì gần như là không không không, Bác mình không không dấu ấn lắm, Bác Hồ không dấu ấn lắm về cái chuyện nô lệ đấy, mà chủ yếu là về giải phóng dân tộc. Đấy, và sau giải phóng dân tộc thì Bác Hồ mình ảnh hưởng nhiều đấy, còn lại Đúng cả rồi, Bác không những thế quên quên giải phóng dân tộc rồi, tức là vâng. giải phóng thuộc địa, giải phóng thuộc địa à, nói chung là vậy đó. Ừ, đúng rồi, quên, tao quên rồi đó. Hai nữa là thưa anh là về cái văn hóa nữa, anh nhớ là tuy thế những cái tài 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 văn hóa của Bác nó phong phú lắm, từ biết hàng bao nhiêu ngoại ngữ cho đến để giao tiếp, cho đến cái cách ứng xử hoặc đưa ra những, anh ấy nhớ là đưa ra những cái câu mà gần như là đến bây giờ để đời mãi mãi không bao giờ nó lỗi thời cả. Cứ như nó tập anh là nó trở thành như là một cái mẫu mực để cho đến thậm chí đến bây giờ đấy, coi như con cháu sau này coi như là lấy cái đấy làm kim chỉ nam cho hành động, thì đấy là những cái mà nổi bật nữa đấy. Chứ còn sự quý mến thì nó thật mà anh là cũng như anh nói đấy, là bây giờ UNESCO là tổ chức văn hóa thế giới công nhận Bác Hồ là một trong những là nhân danh văn hóa, nhân văn văn hóa thế của thế giới, của nhân loại. Thì bây giờ nó thật mạnh đấy, nó sự thật không? Thế nhưng mà ba càng ba que thì bây giờ này không muốn nhìn vào đấy mà lại thấy cái nhìn vào cái đó như là Hết tưởng là như là nói. cái gai anh nhá. Đấy, thành ra các bạn ấy mà nó thật mạnh thì cái vũ khí của các bạn ấy nó chán lắm, có gì đâu, nó cùn đất rồi, quần đi quần lại thì nhá. Cái cùng mà bạn cái điều À đó hồi xưa tao hăng hái tôi lên tôi làm đủ trò, sao rồi biết tôi nản tôi nói với cái đầu gối sướng hơn, nói gì tôi nói mệt lắm, nói cãi rồi bây giờ có đứng chữ tôn chứ còn không có lý, không có trình luận mẹ bạn và không bắt có dẫn chứng anh nhá, có nói câu bừa cuối nói bãi. có câu cuối cùng nó nói không lại, cái nó kêu thôi mày đi về nước Việt Nam mày ở đi đồ Đấy cái đấy 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 đấy, câu cuối cùng của nó đồ là vậy thôi, cái nó đủ cái câu đấy là nó hay nói với những người đang ở bên đấy phải không anh? đúng rồi, nhưng mà nó làm cái Đấy. là nhưng mà nó làm tao cũng nó cũng bị tao luôn, ê tao có nhà Việt Nam mà tao có sổ đỏ luôn đưa cho nó coi luôn, nó hết nói luôn đồ, mà nó chửi luôn mệt lắm nhất là Mà cồn mà cái cỡ như là Trương Quốc Huy mới lại Tân Thái, anh nhớ nó như là hai cái cassette ấy anh nhá, là nó cái cứ máy tời nó quay thế thôi, ấy, nó không có não, nó là cái máy nói mà ra nó nói mà không có biện chứng, không có dẫn chứng, không có chứng cứ cớ gì cả. cứ cứ nói cái nào xấu, cái nào cứ việc phan, nó kêu phan mà cứ việc phan thôi, chứ ngoài ra nó không cần biết gì hết, rốt cuộc bà trời thôi rồi. Ok, cảm ơn em nghe, tao cũng đi ngủ á. Rồi 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 lên tí cho nó đỡ buồn đấy nha. 2:15 khuya rồi. Ở bên này là 2:15 buổi chiều Việt Nam. Cách nhau 12 tiếng. Mùa đông thì cách 13. À vâng. Ok thôi chào mọi người luôn nha. Rồi chào mọi người nha. Rồi bữa nào rảnh rảnh lên bữa Vâng, nay. chào anh nhá, chào toàn thể anh em trên vâng trên trang nhá. Rồi chào mọi người.